Nhận định bóng đá Lazio với Bayern. 3 giờ ngày 24 tháng 2, lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020/21. Trong giai đoạn vòng bảng cúp C1 châu Âu, Lazio chỉ có thể về đích ở vị trí thứ nhì bảng F, xếp sau Borussia Dortmund nên sẽ phải thi đấu trận lượt đi trên sân nhà. Trong khi đó Bayern Munich đang là đương kim vô địch châu Âu đồng thời cũng là đội nhất bảng A. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Bayern từng hù dọa tất cả các đối thủ tại châu Âu, nhưng bây giờ họ đã sa sút. Vì vậy, đó là cơ hội của Lazio. Thầy trò huấn luyện viên Simon Inzaghi đủ khả năng tạo ra 90 phút đầy khó nhọc cho nhà DKVD, nghe con không sợ cọp giữ. Câu nói kinh điển này đúng với trường hợp của Lazio hiện nay. Lần gần nhất và cũng là duy nhất Lazio đón tiếp một đối thủ lớn tại vòng loại trực tiếp Champions League đã là câu chuyện thuộc về thế kỷ trước. Đó là thắng lợi 1-0 trước Valencia ở tứ kết lượt về mùa 1999/00. Nhưng Lazio vẫn phải dừng bước khi thua chung cuộc 3-5 trước đội quân của huấn luyện viên Hector Capers. Inzaghi đã chơi cả hai lượt trận trước Valencia, ghi một bàn trong trận lượt đi tại sân Mestalla. 21 năm sau, ông dẫn đội bóng thủ đô Italia bước vào vòng knockout Champions League lần nữa. Sau cả một chặng dài thăng tiến liên tục tại Serie A, một cách thực tế Lazio không có nhiều cơ hội đi tiếp khi gặp phải Bayern. Nhưng rõ ràng so với các bại tướng gần đây của hùm xám tại Champions League như PSG, Barcelona hay Chelsea, Lazio có rất ít thứ để mất. Những màn trình diễn ấn tượng của Bayern ở Champions League vài năm qua, Lazio không hề được trải nghiệm trực tiếp. Chính vì thế, cộng thêm với cá tính được hun đúc trong gần 5 năm dưới thời huấn luyện viên Inzaghi, có thể khẳng định đại bàng không hề sợ Bayern. Bayern đang trải qua giai đoạn không có phong độ tốt. Thất bại 1-2 trước Frankfurt hồi cuối tuần ở Bundesliga càng cho thấy rõ sự mệt mỏi và thiếu hiệu quả của hùm xám, hệ quả của việc quá tải khi phải tham dự FIFA Club World Cup. Trước đó, Bayern cũng bị một đối thủ rất yếu là Bielefeld cầm hòa 3-3 ngay trên sân nhà. Lazio không thể sánh với Bayern về cả truyền thống lẫn chất lượng của từng cá nhân, nhưng đại bàng có thứ vũ khí riêng, đó là khả năng làm việc của một tập thể luôn bị xem thường, đặc biệt tại đấu trường châu Âu. Khi bước ra mặt sân huyền thoại Olympico đêm nay, Lazio đem trong mình niềm hy vọng của cả nước Ý. Trong hơn 10 năm kể từ sau danh hiệu Champions League 2009/10 của Inter, không có bất kỳ đội bóng Italia nào giành được danh hiệu cao quý nhất cấp câu lạc bộ tại châu Âu. Trong thời gian đó, Bayern đã vươn lên trở thành thế lực thường xuyên đáng kể nhất để làm đối trọng với Barca và Real dưới trời Âu. Hai danh hiệu vô địch và một lần Á quân Champions League của Bayern trong 10 năm qua không phải điều duy nhất khiến người Italia nhức mắt. Kể từ mùa 2011/12 tới nay, Bayern liên tục khiến các đại diện Serie A phải dầu lòng. Hùm xám đã hai lần loại Juventus tại vòng knockout Champions League các mùa 2012/13 và 2015/16, từng đè bẹp Roma tới 7-1 ngay trên sân khách. Cứ đội bóng Italia nào đang mơ mộng ở Champions League thì Bayern sẽ dập tắt giấc mơ đó. Sự lớn mạnh của Bayern so với các đại diện Serie A cũng phản ánh một phần tương quan giữa Đức và Italia ở cấp đội tuyển quốc gia trong nhiều năm trở lại đây. Bây giờ, Lazio đang sở hữu chân sút số 1 Italia, Ciro Immobile, tiền vệ đội phó Marco Perolo cùng hai gương mặt giàu triển vọng Manuel Lazzari và Danilo Catandi. Lazio xứng đáng với niềm hy vọng của người Italia về một gương mặt nào đó ở Serie A có khả năng làm nên những điều kỳ diệu tại Champions League sau nhiều năm nền bóng đá này chìm trong khổ đau ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Lazio dưới thời huấn luyện viên Inzaghi là một tập thể giàu cá tính. Lazio chỉ có vài cầu thủ chất lượng hiếm hoi như Immobile, Sergei Milinkovic Savic hay Luis Alberto, nhưng những thành viên còn lại đều sẵn sàng hy sinh để giúp ba cầu thủ trên tỏa sáng. Cả đội đều sẵn sàng xả thân vì màu cờ sắc áo. Nhất là khi gặp các đối thủ mạnh, mọi tinh hoa của Lazio mới có đủ điều kiện để phát tiết. Thắng một đối thủ cứng đầu như Lazio trên sân khách không phải nhiệm vụ đơn giản cho Bayern. Nhà DKVD sẽ phải chờ đến trận lượt về để kết liễu đại diện Serie A. Dự đoán 2-2.